đó, vào sáng nay ngày 17 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Xuân Hòa, sinh năm 1953, hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Lạt, vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2016, Đặng Xuân Hòa đưa ra những thông tin không đúng sự thật về bản thân mình như là cán bộ Học viện Lục quân, Trung tướng quân đội nghỉ hưu, là người thân của các đồng chí, từng là lãnh đạo đảng, nhà nước, nên có quan hệ với nhiều người có chức quyền, có khả năng xin cho con anh Trịnh Thanh Hải vào ngành công an, chuyển công tác cho chị Trần Thị Hải Yến, mua máy móc thanh lý giá rẻ cho anh Lê Văn Giang, xin dự án thuê đất cho anh Lê Văn Điệp. Bốn bị hại đã tin điều mà Đặng Xuân Hòa nói là thật và đã đưa tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Hòa đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bốn bị hại. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, chiếm đoạt số tiền lớn và nhiều lần, làm giảm uy tín của cán bộ công chức nhà nước. Và bị cáo từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Đặng Xuân Hòa 12 năm tù giam và buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền gần 1,1 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho các bị hại.